Xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý lỗi. Ở đây mình đang có một cái máy in Canon 2770. Đấy. Thì bây giờ nó đang bị một cái lỗi, đó là mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Và cái đây nó đang báo là cái cắt chích mực màu của mình không nhận. Hiện tại ở trên máy in nó đang nháy cái đèn cam này là 15 lần. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái thao tác để xử lý nhé. Đầu tiên bạn mở cái cover nó lên. Đó. Chờ một lát cho cái cartridge mực nó chạy ra ngoài. Sau đó thì bạn nhấc cái cartridge mực này ra ngoài. Nhấc ra ngoài. Đó, bạn để vào. Đó. Lúc này bạn nhanh tay bạn úp xuống và cái này nó vẫn, cái đèn này nó vẫn chưa chuyển sang màu cam nhé. Bạn nhấn giữ. Bạn nhấn giữ một lúc. Đấy, sau đó mình nhả tay ra. Mình nhấn giữ tiếp. Nhấn giữ cho đến khi nào nó không còn báo màu cam nữa thôi. Đó. Đó. Bây giờ bạn nhìn trên màn hình của mình, máy nó đã báo là printer in online, tức là đã nhận lại cartridge mực rồi nhé. Rồi, bạn lưu ý là cái thao tác mà mình nhấc cái cartridge mực ra sau đó gắn vào, bạn phải nhanh tay bấm khi mà cái đèn kia nó vẫn chưa chuyển sang màu cam nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.